hình như vẫn bị lỗi. À không lỗi rồi. Cái này chạy com nào. Chạy ạ. Chào các bạn. Thì trong trường hợp cái nó không nhận driver của com ấy các bạn. Ví dụ như cài máy tính ấy. Ví dụ như các bạn đây là áp dụng trong trường hợp là các bạn cài đặt cái dòng máy của dòng EH nhá. Ví dụ EH721 ấy. Thì trong cái dòng máy cắt này ấy, máy cắt đề can này ấy, thì các bạn cần chú ý là cái cổng com ở đây ấy thì nó phải đúng với cái cổng com ở trên cái thiết bị máy in, các bạn đã biết à. Cái nhận driver của nó khi các bạn cài driver xong ấy thì các bạn lưu ý là các bạn tắt rút cái điện của máy ấy, nhưng mà vẫn cắm cái cổng này, cổng in này. Đây là cổng in, không phải cắm vào cổng com này nhá. Đó. Đây để anh em nào có thể là chưa nắm rõ được cách cài. Các bạn nhận driver của thiết bị này với cái thiết bị máy tính kia. Đó. Người ta gọi là cái trình điều khiển driver. Còn cái driver của máy in ấy thì nó sẽ lại khác. Đó, phải khởi động lại máy tính mới được. Thì các bạn cần phải chú ý là các bạn cắm muốn để cho nó nhận driver của cổng com, sau khi cài driver của cổng com rồi xong rồi đấy, nó chưa nhận đấy, thì các bạn sẽ phải việc đó chính là rút hẳn cái dây nguồn này ra. Sau đó thì các bạn sẽ rút hẳn cái dây nguồn, đây là cái cầu chì của cái điện, được chưa? Cầu chì của cái máy. Rút hẳn dây nguồn ra, sau đó các bạn vẫn cắm cái cổng USB này ở trên máy, được chưa? Đó, đấy khi nó nhận đấy thì nó sẽ chạy. Sau khi các bạn chạy xong ấy thì các bạn sẽ cài driver bằng tay. Driver bằng tay của cái cổng com. Được chưa? Chạy chưa? Cho mình một tí, ví dụ mình làm ví dụ các bạn. Máy mình đang khởi động win. Cái máy EH721 này ấy, thì nó chỉ chạy trên nền tảng của hệ điều hành Windows 32 bit. Windows 7 32 bit, được chưa? Trở xuống. Đối với Windows 64 thì nó không thể nhận được, nó Windows 10 32 bit, 64 bit cũng không thể nhận được. Nó chỉ chạy ở trên nền tảng của Win 7 32 bit. Không biết hiện tại có cái phần mềm nào update được cái driver này chưa, nhưng mà hiện tại chưa có cách. Mình thấy là áp dụng các bước đây thì cài driver của trên nền tảng Windows cao hơn thì nó bị lỗi các bạn ạ, nên nó không chạy được. Bây giờ Windows sao khởi động Win chậm thế nhỉ? Bây giờ mình đang khởi động cái hệ điều hành Windows. Mình đang chạy trên cái ổ cứng tốc độ cao mà. Đấy, tốc độ của mình rất là nhanh, sao nó chạy chậm thế nhỉ? Có tính vậy. Chờ nó chạy. Bây giờ thử chạy xem có được không? Ví dụ như trong trường hợp này, đây là cái file folder này.
Đây là cái file Corel. Bên trên. Xem đúng cổng com chưa? Xem lại chỗ nào cái cao nhất đấy. Đây chưa đúng cổng com rồi, nó chuyển combo rồi. Bị lỗi trình điều khiển rồi. Và bị lỗi cổng USB. Ở USB nó vẫn cắm đây. Chuyển dữ liệu qua máy bên này.